Sài Gòn thất thủ các bạn ơi, hồi nãy mình mới lội qua một cái vũng nước rất là quý chịu. Để qua cái vũng nước là mình phải trả chữ L, mình đi, mình phải đạp ga nhẹ. Rồi, thấy không? Rồi. Tại sao mình phải trả chữ L, nó giống số 1, nhưng mà cái đạp, các bạn đạp ga thì nó sẽ ga nhiều. Nhưng con cái á, là nó đi không có nhanh. Để chi, đừng bây giờ để cho cái nước nó vô cái bô mình. Lúc nào cũng vậy, đạp ra cho nó tống cái nước ra khỏi bồ, mở xi nhanh trái ra đi. Tại vì sao bên đó nó sẽ cao hơn. Không sao đâu, đi đây luôn đi. Xe mình cũng cao, đừng có vô trong là được. Rồi, mở trái chưa? Mở trái rồi. Rồi, từ từ thôi. Ở đây thì nước nó vẫn còn thấp, ở đây mình vẫn đi được nha. Chừng nào mà nước sâu quá mình sẽ đi qua bên trái, nó sẽ cao hơn. Rồi, em cứ đi thẳng đi, không sao đâu, đi thẳng đi. Rồi taxi nha thôi. Hồi nãy mình đi quanh kia nữa nhưng mà sợ nó ngập. Cái này thì mình cũng đang cho học viên xử lý luôn. Nhưng con cái là cái nào chỗ nào nguy hiểm quá là bắt buộc mình phải xử lý. Thứ nhất, giống như các bạn đi xe gắn máy, các bạn khi xuống nước ngập các bạn gồ ga giữ nguyên hoài luôn. Đừng bao giờ để nước mà nó qua cái bô á. Các bạn mà thòng cái tay ga lại nó sẽ nước vô bô. Thả lỏng cái tay đừng có gồng, rồi mở chi nhanh trái ra, từ từ qua. Ở trong đây cũng được, xe mình cầm cao nó đỡ đỡ chút xíu. Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh thất thủ rồi đó. Nãy có ông thầy kia cũng đang ở Vũng Tàu về, ở Đà Lạt về, kêu ở ngoài chơi luôn đi, rồi đạp ga nhẹ. Chứ ở trong thành phố này nó thất thủ rồi. Ngó bên trái nha, rồi từ từ thôi, từ từ. Ok, mình sẽ di chuyển ra dần dần qua chỗ cao nhất nha các bạn. Hồi nãy định vô đường trong đường số 1 rồi, nhưng mà đường nó cũng ngập lắm, đường số 4 cũng ngập. Rồi đi thẳng lên, mình sẽ đi đường tên lửa. Rồi taxi nhanh cho thầy. Cứ đi. Rồi để thầy chuyển lại chữ D. Rồi đi. Cứ thả lỏng cái tay ra, đừng có gồng. Còn nếu mà trường hợp chút xíu tôi về đến địa điểm mà tôi phải nghỉ, tôi ở vô cà phê tôi nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ tôi mới về nha các bạn. Bảo đảm luôn, chứ tôi không có dám về. Hiện tại bây giờ nó đang kẹt cứng luôn. Khoảng 8 giờ tôi mới về, là tôi mới chuẩn bị về nhà. Kể cả bến xe miền Tây nó cũng ngập linh láng luôn. Từ từ thôi, cho xe khách nó qua. Giờ đi tiếp nhẹ nhàng. Hiện tại mình đang đi sát ngoài bên con lương nha. Cô ơi cô, cho chỉ qua luôn đi. Giờ đi tiếp. Giờ đi theo. Đi theo sát con lương thôi. Còn nào xe lớn người ta đi vô trong đi, nước nó ngập vào trong. Ok. Kinh nghiệm các bạn đi mưa thì các bạn nhớ, các bạn cứ nhường cho xe đi trước. Và đặc biệt các bạn để ý những cái đường đối diện. Khi mình vô con đường đó ngập mà xe đối diện nó đi qua bên mình, các bạn phải coi đó là loại xe gì. Xe là xe bố, xe sedan hay là xe gầm cao. Nếu mà xe sedan qua được là mình sẽ qua được. Các bạn lưu ý nha. Và kỹ năng nữa, kỹ năng các bạn sử dụng ga điều nữa, đừng có bỏ thòng chân ga à. Đặc biệt là những cái xe côn này nọ đi ga điều là ok, còn riêng đối với xe số động đi ga điều nó hơi khó. Lý do các bạn đạp ga lỡ đi rồi thì lúc này các bạn có thể là sang số qua trên L. Các bạn đạp ga tuy nó chậm nhưng mà nó sẽ giữ điều chân ga. Hai là các bạn phải trả là trên N đó, các bạn giữ điều rồi xong bạn đi tiếp, các bạn chuyển rồi. Ok, thất thủ rồi, mấy đường kia thất thủ rồi, mình đang đi đường này chính nha bạn ha. Còn mà là rồi tiếp tục đạp cái nhẹ chút xíu đi, chứ mọi cái lần trần với cứ cô cái chị cứ bên ngoài
Rồi, đập cái nhẹ đều. Thấy không? Nhường cho chỉ thôi, nhưng mà chỉ cần là cà lết mình cũng cà giật cà chọt. Rồi, đi tiếp nhẹ nhẹ, đừng có nhanh quá bắn nước ta, đều chân ga nhẹ. Rồi, Sài Gòn thất thủ rồi mọi người ơi. Mưa một chút xíu nữa nó biết đường sao nữa. Hiện tại mình đang sử dụng là cái 3M của Quét Lên Kiến nha bạn. Thì cái độ nó sẽ bị trôi mà đập ra nhẹ cho thấy. Chống thì đập ra thôi. Rồi tiếp tục. Nên cái độ kiến mình nó sẽ trong hơn. Và gạt nước nó đi mà nước nó sẽ trôi nha các bạn. Tuy nó có hại nhưng mà có một cái bắt buộc phải sử dụng. Còn các bạn để kiến viên á, đập ra lên, đập ra mở xíu nhìn phải. Đúng rồi, cho nên là vô đập ra lên, xéo xéo vô đi đường mà tên lửa. Nãy thầy định đi tuốt ra ngoài quốc lộ 1A xong quành về đây, quành vô cái đường Trần Nhân Dạo mới vô trong đây á, mở xíu nhanh phải luôn. Nhưng mà thôi, ở kia nó ngập hơi bị khó chịu. Trời, ra thẳng lên luôn đi. Đúng rồi. Một trận mưa chút xíu mình về là mình chỉ cứ qua quốc lộ 1A mình về thôi, còn ở đường trong là mình không đi được nha các bạn. Mình sẽ chọn cái tuyến đường cao nhất thì các bạn nào khu vực các bạn biết rồi các bạn đi, còn nếu mà các bạn không an toàn các bạn cứ tấp vô, các bạn tiếng 2 tiếng sau các bạn về cho nó an toàn chứ nó không có kẹt xe. Rồi hôm nay là bổ túc đi Vũng Tàu mà mưa gió gì đó. Đừng nó nước vô trong đây nha, má ơi luôn á. Rồi đi. Đập cái nhẹ đi. Trong cái đập ra vô, đúng rồi, nghiêng vô. Rồi đập ra tiếp. Mạnh dạn lên. Rồi sát qua bên trái luôn. Sát bên trái, đường ngập thì cứ sát bên trái. Rồi đập ra cho thầy. Đừng bao giờ sát vô trong lề bên phải nha các bạn. Tại vì lúc nào cũng vậy, con đường người ta làm lúc nào cũng phía bên trái nó cao hơn phía bên phải. Rồi em đập ga lên. Đó, xe chết máy kìa. Trời ơi. Tiếp tục. Rồi ở đâu đây? Ngập ở đây không đây? Rồi xong chỗ này nữa. Rồi ở trên đây thì thầy biết cái đường vô. Mở xe nhanh phải đi. Trời ơi, tôi thấy xe máy dắt ra tôi hiểu rồi. Nên các bạn đi là lúc nào cũng vậy, đi giữa làn đường nha. Và đặc biệt cái đường này nó hơi nghiêng về phía bên tay trái hơn là đúng không? Bên mình là cao đúng không? Thấy chưa? Rồi cứ đi theo xe này luôn đi. Để trường cho xem đà đi. Rồi eo cũng nứt đủ luôn rồi. Rồi nhích nhẹ lên. Em để ý là có phải làn đường ở trong, bây giờ đường ở trong là nó cao hơn đường đây nha. Rồi quên bộ có tiền muốn chạy sao chạy, chạy chen thấy cưng rồi. Rồi tắt xe nhanh luôn đi. Cao quá người ta nằm ở trên luôn. Rồi nhích tiếp. Tình hình bất ổn. Cái gầm cao thực chất bây giờ nó mới phát huy tác dụng nè. Đó. Hiện tại bây giờ cái gầm cao là mới phát huy tác dụng, còn xe nào mà gầm thấp tháng mưa này hơi bị đuối nha, sedan nha, nhất những anh em sedan.
rồi bây giờ là thiết kế lại cái là chính giữa nó cao hơn trong đường. Anh mấy anh em làm đường cũng làm ngộ quá ha. Trời ơi, còn quãng đường còn khoảng 500 mét nữa mà chưa về được. Khổ thiệt. Rồi đi tiếp. Ôi trời ơi, xe nào cũng đậu hết rồi, không có dám vô hết rồi. Mình ngập coi sâu. Tình hình ngập sâu rồi, coi bên trái bất ổn luôn rồi. Rồi đi tới. Cứ gồng cái tay cứ ngắt ha. Rồi cứ đi bên trái đi, ở trong đây, ở trong bên phải chắc nó cũng ngập dữ lắm. À đi vô dành ở trong được, ok, coi cái bánh xe kìa, ổn được, dứt quẹo phải luôn, ổn nha mọi người ơi. Mình sẽ đi vô dành đây trong nha mọi người ơi. Rồi buông thẳng ra đó, thấy bánh xe ta đã không? Rồi đánh lái vô dần dần, đánh lái vô, đánh lái vô nữa, đánh lái nhiều vô, đúng rồi. Rồi trả lấy lại, đạp ga nhẹ lên, đúng rồi, dành đây trong nó sẽ không có ngập. Ok mọi người, bây giờ mình đang di chuyển hướng mình đi vô dành đây trong. Rồi đạp ga nhẹ nè, để mình ra bên Đây, ngập nhà thờ Polo. Nó không có ngập đâu. Bà Sáu này, mày cứ vậy dài. Bà Sáu đang suy nghĩ có đi được hay không. Suy nghĩ về nước Mỹ hay sao vậy? Rồi đi buồn thắng ra. Đang ngập chưa? Đi đi, đi thẳng lên đi, đi ngồi chiều luôn. Bên kia đó nó cũng đang đứng hết rồi đi. Bây giờ đừng có nói mà đi 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 đúng làn đường ha. Giờ có thằng nào nó đứng đây đâu. Ok, dư sức, bẹo trái. Đạp ra nhẹ chút xíu, đúng rồi. Rồi mở xi nhan phải. Đạp ra nhẹ chút xíu, đúng rồi. Rồi quẹo trái đó, nó cao thấy không? Rồi đập ra vô đó, ngon lành, đường xá cao rồi. Rồi trả lấy lại, đập ra lên đều. Rồi em chuyển qua trái đó, ổn không? Cái người mấy bạn kia thì không biết đi, thì đi đường kia nó sẽ bị ngập. Ở ngoài on thất thủ rồi mọi người ơi. Bây giờ tôi đang đi vô ngay chỗ dành đây trong nhà thầu Palo. Rồi đi tiếp, đạp ra lên. You've been driving continuously for 3 hours and 30 minutes. Nó nói là mình đã chạy hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, nên phải cần nghỉ ngơi, ăn nhậu đều đặn. hơn 4 tiếng là nó không báo. Cứ đi thẳng đi.
ok, đường dành ra trong nó sẽ cao hơn. Công nhận mấy ông chống ngập thầy xe, không ngập chỗ này ngập chỗ khác. Giờ đập cái nhẹ tiếp tục. Này bổ túc vừa đi mưa nè, vừa đi ngập lụt luôn nè, ghê không? Ngon rồi. Ga nhẹ chút xíu nữa. Tiếp tục ga nhẹ lên. Nữa, đạp ga lên. Trời, công xe máy ổng cũng cà giật cà chuột. Rồi đi. Mình lội nước á, thì mình đang mở chế độ gió lấy gió ngoài nha các bạn. Nghiêng qua phải. Mở xe nhanh phải đi. Đúng rồi, mình nghiêng qua. Tại vì mình cho anh em ta ôm nhụm xiếng, còn mình là đi thẳng, thấy không? Rồi buông thẳng ra. Anh em đi dùm xiếng người ta ôm cho sát, còn mình đi thẳng, mình đi ra đây mình có thể vô trong luôn. Mở xi nhanh phải ra. Rồi đi, buông thẳng ra. Đó giờ thôi đi ra ngoài vòng ngoài bìa, đúng rồi. Đó giống như chiếc Vios đó, đó đúng rồi. Rồi ngập chỗ nào cũng ngập anh. Rồi đi thẳng lên luôn. Để bên phải. Rồi buông thẳng ra. Rồi ok, đặt ra thôi. Bất ổn. Thành phố Hồ Chí Minh bất ổn rồi. Ngập kinh khủng khiếp. Về trái. Về trái, mở xi nhanh trái. Chấm một cái đập ra lên, lên đó mở xi nhanh phải, quẹo phải nha. Dạ, ok, mở xi nhanh phải. Ngập luôn. Không sao, hết rồi anh lên. Rồi, giữ đó, trả lấy lại. Lên trên, mở xi nhanh trái chút xíu. Rồi ok, mình sẽ tập ở đây. Tập quay đầu lại luôn, đậu bên kia đường luôn. Đậu bên ngay quán phê, lên trên nữa. Chứ đậu đây bước xuống ướt giò, thấy không? Ok không? Rồi, lúc này tôi chỉ cho các bạn quay đầu nha. Rồi, mình nghiêng qua phải nhưng mà mở xi nhanh trái đi. Mở xi nhanh trái, đánh hết lái qua luôn. Đúng rồi. Đó. Lúc này mình quay không hết thì mình làm cái gì đó, trả lấy lại dần dần rồi mình ve lại một cái vậy thôi. Rồi xuống lui, bấm khẩn cấp và lui lại chút xíu.
Rồi, quan sát hai bên. Rồi, ok. Rồi, em đánh là lái qua trái rồi tiến lên. Đúng rồi. Đó, mình đậu ngay cho buộc cái bò hoa nha. Đi đi. Nữa, được. Đi đi. Rồi, trả nó lại dần dần. Chút xíu nữa. Rồi, ok. Rồi, ok, thôi, đã thành công về đến nơi mọi người ơi. Ổn rồi, bye bye cả nhà nha.